Hi, xin chào tất cả các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Ngày hôm nay cái giọng nó thật là khó chịu. Hôm nay không biết làm sao nhưng mà cái giọng nó rất là khó chịu. Nhưng mà vẫn muốn làm một cái clip để trò chuyện với các bạn. Bởi vì là ngày hôm nay thì mình có xem, có thời gian mà mình ngồi, mình xem, mình lọc lại tất cả những cái tư liệu ở trong máy tính. Và mình cảm thấy cực kỳ thích thú với những cái gì đang mình chuẩn bị show cho các bạn xem, là những cái đường nét trang trí, những cái cách thức trang trí mà ở những cái clip vừa rồi thì mình có nói qua những cái cách thức làm rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ zoom lại những cái mà mình cũng học hỏi của, mình sẽ cũng cóp của nước ngoài và mình học hỏi để mình xem là họ làm như thế nào này, họ có những cái cách nào để họ tạo ra được những cái đường nét trang trí. Và có rất là nhiều cái kênh để mà mình có thể tìm kiếm hình ảnh này, mình xem các video hay là xem các cái cách thức để họ, các nhà thiết kế lớn, các thương hiệu lớn họ làm như thế nào. Và có rất là nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng chuyên về những cái đồ thủ công, họ có rất nhiều cái cách thức để trang trí. Và đây thì các bạn sẽ nhìn thấy xem là họ sẽ sử dụng rất là nhiều các chất liệu khác nhau. Điển hình như bây giờ chúng ta đang có thể đang xem là đang thấy là họ sử dụng, họ không chỉ trang trí một mảng miếng nhỏ đâu, họ làm toàn bộ cái một cái áo như vậy á. Mà họ đính kết toàn bộ bằng thủ công, họ kết hợp giữa thêu, đính hoa thì như các bạn thấy là bằng những cái hoa lụa, kết hợp và hạt kim sa để đính trên một cái bề mặt vải lưới để tạo nên một cái chất liệu mới và để họ may một cái áo choàng đẹp như vậy. Không hiểu sao cái giọng nó cứ bết lại, không hiểu bị làm sao nữa, không ho, không sốt, không gì cả nhá, không bị Covid nhá, nhưng mà không hiểu tại sao cái giọng rất là khó chịu. Và mình thì thực ra là mình chưa bao giờ, mình cũng không phải chưa bao giờ, là mình xin lỗi, có, mình cũng có sử dụng lông, nhưng mà mình thật sự là mình chưa bao giờ mà nghĩ đến cái việc mà sử dụng những cái lông tự nhiên để kết hợp thành một cái họa tiết hoa văn như như các bạn đang xem. Đây là bộ sưu tập của Chanel năm 2018, nếu mà mình không nhớ không nhầm thì họ lấy ý tưởng từ Ai Cập, nhìn một phát là ra rồi. Và các bạn thấy là ở đây người ta sử dụng rất là nhiều các cái đường nét trang trí khác nhau, rất là nhiều các cái thanh hạt cườm màu ánh kim để họ tạo nên được cái vẻ đẹp của cái đồ, của cái phong cách, của cái hình ảnh của cái trào lưu Ai Cập, của cái xu hướng. Bạn đã nhìn rất là dễ nhận ra, trông rất là hoàng gia, trông rất là quý tộc và tràn đầy cầu kỳ. Thì cái mà họ sử dụng lông, những cái lông này rồi thì đây là lông xong rồi rát vàng, vàng là vàng lá này, thì chúng ta có thể thấy ở trong, người ta sử dụng ở trong tranh sơn mài và họ tạo nên được cái mô típ trang trí vải. Nếu mà nhìn thoáng qua, mình không nhìn cái cách họ làm ấy, thì mình cứ nghĩ đây là một cái vải in thôi. Thế nhưng mà thực ra là khi mà mình nhìn được thì mình thấy thật sự là choáng ngợp, bởi vì là nó quá là cầu kỳ và quá là khủng khiếp đi. Nhìn cái cách họ làm thôi mình cũng cảm thấy là cái giá trị của cái sản phẩm nó như thế nào. Mình cũng rất muốn tìm hiểu xem là họ sử dụng, xem là họ dán bằng chất liệu như thế nào, loại keo gì, để mà khi mà họ sử dụng này rồi họ giặt họ không bị bung hay là làm như thế nào đó. Có rất là nhiều các cái cách để họ sử dụng và họ trang trí. Và trong một bộ sưu tập của mới nhất của Dior năm vừa rồi thì các bạn đang nhìn thấy là đây là một cái chiếc váy mà của Dior, một cái váy mà cảm giác là được cất kỹ rất là kỹ đấy, từ năm 1969, và họ lấy cảm hứng và họ lấy tất cả những cái đường nét trang trí ở trên cái sản phẩm của cái váy truyền thống này để họ tạo ra một cái bộ sưu tập hoàn toàn mới. Và các bạn nhìn thấy là cái đường, mình thì mình cảm nhận đây chính là một cái đôi cánh, một cái đường nét của cái cánh. Ôi thề, không hiểu tại sao mà cái giọng nó thật là khó chịu và nó, cái họng của mình nó cứ bết lại ấy. Không biết là mình có bị làm sao không? Và các bạn nhìn thấy đấy,
nó quá là cầu kỳ, nó quá đẹp và nó quá là, trời ơi, mình tất cả đều là thủ công. Nghĩ gì khi mà mình sở hữu một cái như thế này, hay là mình nó ở trước mặt mình thì thật sự là mình không thể nào mà rời mắt được, vì nó quá là cầu kỳ, nó quá đẹp luôn. Và các bạn nhìn thấy đến nó, khi mà chúng ta xem nhiều như vậy, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái cách thức để chúng ta trang trí. Chúng ta có thể kết hợp giữa rất là nhiều cái nguyên liệu khác nhau, và rất là nhiều cách cách để bố cục, để tạo ra được cái đường nét trang trí. Ví dụ như là chúng ta có thể đây kết hợp giữa rất nhiều các loại hạt với nhau này, rồi bố cục các loại hạt với nhau để tạo nên những cái đường nét trang trí, rồi cái cách thức trang trí, hay là bố cục mảng miếng ở trên cái quần áo như thế nào. Ủa, sắp xếp, ủa, tại sao lại có thể sắp xếp được những cái hạt kim sa nó trở thành những cái đường lối, những cái nhịp điệu trang trí nó thật là tuyệt vời. Đây, ôi, tất cả những cái cách thức trang trí như này, thật sự là mình mỗi một lần mình xem á, mình không rời mắt được luôn. Mình xem mình cảm thấy đam mê luôn ấy, mình mỗi lần mình xem mà thật sự là nó cứ vỡ từ cái này sang cái khác, và nó tạo cho mình cực kỳ nhiều cảm hứng. Thì mọi người cứ hay hỏi là có khi nào mà hết nguồn cảm hứng hay là hết ý tưởng không, thì thực sự là đây, ý tưởng hay không thì nó ở đây. Mỗi một lần xem, mỗi một lần học hỏi, mỗi một lần nghiên cứu, nó lại vỡ ra được rất rất nhiều thứ khác nhau. Đây, các bạn nhìn thấy là họ kết hợp giữa rất là nhiều các loại hạt để tạo nên được cái họa văn, họa tiết. Trời ơi, cả nguyên một cái quần trông thật sự là rất là cầu kỳ, nhưng mà mình không thích bộ đấy lắm. Đây là cái ý kiến cá nhân. Hoặc là như bộ này thì các bạn thấy là đính từng cái cọng lông nhỏ một, rất là nhỏ và các màu khác nhau. Thế nhưng mà hiệu quả thì chưa chắc là đã đẹp, hoặc là có người thì sẽ thấy đẹp, có người sẽ thấy không. Mặc dù là chúng ta cũng sẽ vậy thôi nhá. Các bạn sẽ, mình đã có một cái clip chia sẻ rằng là đây là một cái nghề mà người ta thấy đẹp thì người ta nói là đẹp, và không đẹp người ta nói là không đẹp. Không ai đánh giá được và không ai phán xét được. Và tất nhiên rồi, có thể là các bạn thấy cái bộ sưu tập này là đẹp khi những cái mẫu mã này, nhưng mà mình thấy thật sự là mình không cảm thấy thích, nên là mình không thấy đẹp thôi. Thế nhưng mà có những bộ sưu tập thì thật sự là mình thấy không thể nào mà tưởng tượng nổi, và cái sự đẹp của nó làm cho mình cảm thấy rùng hết cả mình, và mình cảm thấy thích thú vô cùng luôn. Đấy, thế nên là khi mà chúng ta sử dụng hay chúng ta bắt tay vào làm, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cách thức trang trí làm sao mà nó hiệu quả. Và quan trọng là nó phải phù hợp với đối tượng khách hàng, phù hợp với giá tiền, phù hợp với cả cái hoàn cảnh sử dụng. Có thể với những người khác mà họ nhìn thấy những bộ trang phục như này thì họ sẽ rất là mê và họ sẽ thích thú vô cùng luôn. Nhưng mà có thể là với mình thì có thể là nó không chạm được đến cái điểm G và cái sự sung sướng của mình, nên là mình không thấy thích. Và mình khi mà mình không thấy thích thì mình bảo không thấy đẹp thôi. Nhưng mà tất nhiên rồi, sẽ có, nếu như không đẹp thì các nhà mốt lớn họ sẽ không bao giờ gọi là duyệt để mà đưa đến với công chúng cả. Nên là đây chỉ là một cái ý kiến riêng. Và rõ ràng là có rất là nhiều cách thức sử dụng cách thức trang trí này, có rất là nhiều cái cách để mà các bạn sử dụng nguyên vật liệu, và có không không hẳn là tất cả những cái gì đấy đều là cứ dát đầy lên hay là cứ đổ hết và hất hết lên trang phục mà nó sẽ hoành tráng, nó sẽ đẹp đâu. Chẳng hạn như cái bộ sưu tập bộ sưu tập này của Dior thì các bạn thấy là cái cảm nhận là nó không quá là rực rỡ, không quá là cầu kỳ, thế nhưng mà nó lại thêu tay toàn bộ. Và cái bộ trang phục này, các bạn nhìn xem là nó, để mà làm nên được bộ trang phục này chắc chắn là nó sẽ phải mất một cái thời gian rất là lớn. Họ thêu từng tí một, rồi họ vẽ, họ đổ màu, họ dát ánh kim, rồi vân vân và vân vân, để mà ra được một cái sản phẩm trông cảm giác là đơn giản như thế này thôi, nhưng mà thực sự là nó sẽ rất là giá trị. Bởi vì khi mà mình nhìn thấy thì mình cảm nhận được, mình tiếp xúc với nó, mình sẽ cảm nhận được cái linh hồn, cái giá trị của nó. Khi mà những người thợ thủ công, người ta ngồi, người ta mần, người ta từng tí một. Và đây thì các bạn, đây không phải là lông nha, đây là những cái miếng vải nhỏ. Đây là một cái gì, một cái cách ghép vải. Họ ghép những cái vải với nhau này. Họ trời, cái này hay nha. Tạo thành những cái đường kẻ ô mà từ những cái vải voan dập nhăn,
cắt thẳng xong rồi đặt chéo nhau thì nó sẽ ra. Wow, cái đấy hay. Hoặc là như cái này là những cái họ thêu lên trên voan rồi họ trổ ra thành hoa, sau đấy họ lại đính lên trên này và tạo ra một cái bề mặt chất liệu. Trời ơi, quá đẹp luôn. Thực sự là tại sao mà chúng ta không xem nhiều để chúng ta học hỏi các cái cách mà họ đặt cái một cái này bên cạnh một cái này, rồi họ kết hợp giữa cái này với cái kia để chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ học hỏi những cái cách họ làm thôi, và chúng ta vẫn phải đưa ra được cái tôi của chúng ta. Chúng ta vẫn phải đưa ra được những cái mà chúng ta có để chúng ta tạo nên được những cái thật sự là riêng. Trời ơi, một cái vải hoa 100% thủ công như thế này thì chắc không biết là cái váy nó lên giá trị bao nhiêu. Thật sự là nó quá tuyệt vời. Mà khi mà người ta xem được và người ta cảm nhận được ấy, thực sự là chắc chắn là những cái người mà sở hữu cái này họ sẽ trân trọng, cực kỳ trân trọng. Và đây là một cái dòng thời trang mà mình nghĩ là nó sẽ bền vững và nó sẽ là một cái gì đấy trường tồn, bởi vì cái giá trị của nó sẽ là mãi mãi. Rõ ràng là những cái bộ sưu tập, những cái hình ảnh này mình đưa ra cho các bạn xem ấy, thì nó là những cái bộ sưu tập, những cái mẫu mà nó từ rất lâu rồi, nó không phải là cái gì đấy quá mới mẻ và nó không phải là cái tức thời đâu, nó là những cái gì đấy rất là lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ khi các bạn xem lại và khi mình xem lại, mình đã từng xem mà bây giờ mình xem lại, mình vẫn thấy đẹp, mình vẫn thấy thích, mình vẫn thấy thực sự là cuốn hút. Chính vì vậy là khi mà chúng ta sẽ cố gắng để tạo nên được những cái giá trị bền vững, những cái mà như thế này. Tất nhiên nó là cả một cái bài toán dài, những cái gì đấy mà chúng ta mãi để đi tìm, làm nhiều vào, và để chúng ta vỡ ra được là những cái gì cần, cái gì nên giữ và cái gì nên làm. Thậm chí là tôi nói thật là có những người làm nghề 10-20 năm vẫn đang trên con đường đi tìm cái lối đi đó. Và không phải là ai cũng tìm thấy cái bản ngã cho mình và cái định hướng cho cái đường đi của chúng ta. Và hy vọng rằng là những người mà đam mê thời trang một cách thật sự thì họ sẽ có những cái cảm nhận này, có những cái nhìn, có những cái thật sự là nghiên cứu, dành chọn thời gian, dành chọn tâm huyết để đi cùng với cái nghề này. Hy vọng rằng là cái clip này mình còn rất là nhiều nữa, nhưng mà nếu mà để show hết cho các bạn thì nó quá dài, và mình cũng không biết được rằng là khi mình đăng tải cái clip như thế này lên trên YouTube nó có vi phạm bản quyền gì không. Mình cũng rất là hy vọng là không bị làm sao để các bạn có thể xem, các bạn có thể mình có thể chia sẻ những cái tư liệu của mình, những cái mà mình thích thú, những cái mà mình đã lưu trữ là những cái mà mình cực kỳ kỳ thích nhá, và mình thường xuyên để mình xem, mình cứ xem đi xem lại để mình lấy cảm hứng. Lúc này mình có thể mình không thích cái này, nhưng lúc sau mình cũng có thể mình sẽ thích lại. Và tùy thời điểm, tùy thời tiết, tùy tâm trạng, vân vân và vân vân, mỗi một lúc một cảm hứng khác nhau. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào một cái clip sau. Thật sự là hôm nay giọng rất là có vấn đề, họng rất có vấn đề, nhưng mà mình thực sự là rất là thích, và mình thấy rất là có cảm hứng, và rất muốn làm và rất muốn show cho các bạn xem. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những cái clip sau. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, và quan trọng nhất là có nhiều sức khỏe để bước qua mùa dịch. Hãy like, share và subscribe kênh của Cao Minh Tiến. Bye bye.